Mến chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhuộm tóc cho búp bê Barbie nhé. Và đây là hộp đồ chơi mới hôm nay các em. Hộp đồ chơi nhuộm tóc cho búp bê Barbie. Với cái hộp đồ chơi này chúng ta cũng có thể tạo kiểu tóc cho Barbie. Chúng ta hãy quan sát ở phía sau ha. Đây là phía trước. Trong đây chúng ta có rất là nhiều dụng cụ làm tóc. Và đây là phía sau các em. Và bây giờ chúng ta hãy mở cái hộp này ra nhé. À, đây là tất cả những gì bên trong cái hộp các em. Chúng ta có một búp bê Barbie. Chúng ta sẽ nhuộm tóc, chúng ta sẽ kéo tóc. Đây là tóc màu hồng các em, chúng ta sẽ kéo nó sẽ trở thành màu tím. Barbie hôm nay mặc áo màu tím ha. Có đeo một cái vòng đeo cổ. À, váy màu hồng. Có kim tuyến. Và chúng ta có một cái kẹp giữ tóc các em. À, ở đây có một cái miếng giấy thấm nước. Khi mà chúng ta sẽ thấm nước vào đây và kéo tóc cho Barbie thì tóc nó sẽ đổi màu ha. Đây là một cái giỏ để nước. Chúng ta còn có một lược chải tóc. Và một số kẹp tóc các em. Đây là những cái kẹp tóc ha. Bây giờ chị Bi Đỡ sẽ chải tóc cho Barbie trước ha. Sau đó chúng ta sẽ kéo tóc. Tóc đẹp quá. Chị Bi Đỡ đã để nước vào rồi và bây giờ chúng ta hãy nhúng cái này vào đây cho nó ướt ha. Và chúng ta sẽ kéo tóc. Xong rồi, chúng ta sẽ kéo tóc ha. Tóc đang màu hồng, chúng ta sẽ kéo để xem thôi nó chuyển thành màu gì. Tóc ở phía sau đang chuyển màu các em, từ màu hồng nhạt chuyển sang màu hồng đậm, các em có thấy không? Rất là đẹp các em. Màu hồng bây giờ đã trở nên là đậm hơn rồi các em. Chúng ta thử cái này ha. Wow, màu vàng thì cũng đã đậm hơn rồi. Chúng ta tiếp tục làm ở tóc mái ha. Wow, cái màu hồng bây giờ rất là đẹp các em. Rất là rõ màu ha. Và ở đây nữa. Wow, tóc này highlight các em. Rất đẹp. Và chúng ta sẽ tiếp tục nhuộm ở bên đây. Kéo tóc bên đây ha. Các em có thấy màu hồng không? Màu hồng đang nổi lên đó. Đẹp quá. Chúng ta sẽ kéo cái sợi này. Cái này sẽ bắt đầu nổi lên đây.
Wow, cái phần này kem, cái phần này rất là đẹp. Màu hồng rất là rõ ha. Bây giờ chị Bí Đỏ sẽ lấy cái cài tóc này ra các em. Một cái cài tóc có hình hoa hồng ha. Xong rồi chị Bí Đỏ sẽ dùng cây kẹp màu hồng này các em để kẹp tóc cho Barbie. Chúng ta sẽ kẹp tóc lên ha. Xong rồi, rất là đẹp các em. Và một cái kẹp màu tím nữa. Chị Bí Đỏ sẽ kẹp bên đây luôn đi. Xong rồi các em. Rất dễ thương ha. Video của chị Bí Đỏ đến đây là hết rồi các em. Hy vọng rằng các em sẽ thích video này và nhiều video về đồ chơi búp bê Barbie và các đồ chơi khác ngay trên kênh Good Morning Việt Nam. Chúc các em có một năm học mới thật là vui vẻ và thành công nhé. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.